Mỗi chị em chúng mình đều có những bí quyết riêng để làn da luôn xinh đẹp rạng ngời, và chúng mình mách nhỏ cách giúp trang điểm mỏng mướt như không, lâu trôi và kiềm dầu trong những ngày hè nóng bức nhé. Phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy sẽ là bí quyết trang điểm hàng đầu cho mọi chị em đó. Xuất xứ thương hiệu. Phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy là một loại bột phấn phủ thuộc thương hiệu trứ danh Vacoxy từ Hàn Quốc, đang được các tín đồ làm đẹp yêu thích và lựa chọn là những món mỹ phẩm ruột trong túi đồ mỗi khi ra ngoài làm việc hoặc vui chơi. Các dòng sản phẩm Vacoxy vô cùng phong phú và đa dạng, từ các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm mắt, trang điểm môi, cọ, dụng cụ làm đẹp, với nguồn nguyên liệu an toàn, lành tính, trải qua quy trình kiểm định kỹ lưỡng theo quy định tại Hàn Quốc trước khi đến tay người dùng. Ưu điểm vượt trội của phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy: hiệu ứng trang điểm trắng sáng mỏng nhẹ đến bất ngờ. Phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy có kết cấu hạt phấn siêu nhỏ mềm mịn, do vậy cho khả năng che phủ tốt, mỏng nhẹ tự nhiên. Thành phần chính là khoáng tự nhiên phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất, đồng thời làm giảm cảm giác khô da, khó chịu, làm giảm những dấu hiệu tổn thương do ánh nắng hoặc các vết thương nhẹ in lại trên da. Hiệu ứng hướng dẫn Studio cùng các tone màu trong mức khiến chị em có thể biến hóa sắc đẹp khi đi ra ngoài với vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn, đáng yêu. Kiềm dầu vượt trội. Các hạt phấn li ti hút dầu cực tốt, có tác dụng hóa nền giữ lớp vết cách tối đa mà vẫn đảm bảo bề mặt ráo mịn. Vì khả năng bảo vệ da mạnh mẽ của nó, sản phẩm này luôn được đánh giá trên 4 năm sao tại các diễn đàn làm đẹp và các trang web đánh giá mỹ phẩm, mang lại làn da khô thoáng, lâu trôi. Một trong những điểm vượt trội của phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy là mang lại cho da sự khô thoáng suốt ngày dài và độ bám khá tốt bởi các hạt li ti trên bề mặt da. Điều này vô cùng tiện lợi đối với các chị em hoạt động nhiều, dễ ra mồ hôi và phải tiếp xúc với bụi gió và các tác nhân không tốt ngoài trời. Hướng dẫn sử dụng. Sau khi sử dụng bước làm sạch da, tạo ẩm dưỡng nền thì bạn có thể sử dụng phấn phủ bột siêu mịn kiềm dầu Vacoxy để làm bước trang điểm cuối cùng. Chấm một ít lên bông trang điểm hoặc cọ trang điểm, phủ một lớp thật đều trên toàn bộ da mặt. Sử dụng cẩn thận tại những điểm tạo khối để không bị xô lớp nền nhé.